Mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì ở đây mình có bầy này là 21 ngày nè các bạn. Bầy 13 con của mình 21 ngày rất là đều luôn nha. Có một số bạn á là không tin mình là sau khi heo tách bầy cho ăn tự do mà nó không tiêu chảy. Bây giờ thì mình sẽ làm cái clip này kiểm nghiệm lại so với hai clip trước cho các bạn xem nha. Hôm nay heo của mình 21 ngày nè, 25 ngày thì mình sẽ tách bầy. Thường á thì các bạn, heo này là đang ăn cám tập ăn nha các bạn. Đang ăn cám tập ăn nha. Ở đây là cám tập ăn của mình nè. Một gói như vậy là 2 kg, 130.000 nha. Rồi hôm nay là ngày 21, mình sẽ ngưng sử dụng cám tập ăn. Mình sẽ chuyển qua loại cám là từ 7 kg đến 15 kg nha. Mình sẽ cho các bạn xem cái bao cám từ 7 đến 15 kg nè. Ở đây nè các bạn, đây là bao cám mình dùng cho heo mà sau khi cai sữa nè. Heo này là dùng từ cai sữa đến 20 kg luôn á các bạn. Cái này là 20 đạm nha, protein là 20 nha. Đây là 20 nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy cám cho heo con sau khi cai sữa nè các bạn. Mình sẽ dùng khoảng 300 g cám tập ăn nha. Đây. Mình sẽ lấy bao nhiêu đây, khoảng 300 g cám tập ăn. Rồi đây là ấm ốc của mình sẽ bỏ hơn nửa muỗng ấm ốc vô đây nha. Đó, mình sẽ gửi đều lên, mình sẽ trộn đều lên. Sau khi mình trộn đều á, mình sẽ để vô cái máng tập ăn nha. Rồi mình sẽ để xuống cho heo mình ăn. Tới 25 ngày thì mình sẽ tách bầy. Còn các bạn nếu muốn 21 ngày tách bầy á, thì các bạn trộn sớm hơn một tí nha. Đó, mình để xuống cho heo mình ăn nha. 4-25, tới ngày 25 mình tách bầy. Ngày nào mình vẫn trộn hết nha các bạn. Mỗi lần từ 300 gram đến nửa ký là mình trộn khoảng hơn nửa muỗng đến một muỗng nha các bạn. Tùy theo cái lượng cám các bạn bỏ vô, các bạn trộn đều đi. Rồi các bạn để xuống. Rồi nếu mà các bạn muốn cho heo các bạn ăn nhiều á, thì các bạn nên pha cám nước. Rồi heo nó sẽ ăn nhiều hơn cám khô nha các bạn. Cám nó mềm, heo nó ăn dễ ăn. Mình sẽ làm cái clip này kiểm nghiệm so với hai clip trước để các bạn nói là heo tách bầy cho ăn tự do là nó bị tiêu chảy. Mình đảm bảo các bạn luôn, nếu mà các bạn trộn amox này với cái liều cao hơn tí nữa, heo các bạn bị bón luôn, nó sẽ chia ra cục nhỏ 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 luôn. Mình quay cho các bạn xem nè. Nếu mà các bạn trộn nhiều á là nó bón giống như cái này vậy nè các bạn, cái cục đen đen nhỏ 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 vậy đó, nó bón ra từng cục luôn. Các bạn lưu ý nha, ở đây amox mình dùng là thứ nhất là hãng Anova, thứ hai là hãng A3, thứ ba nữa là amox Cavre của Pháp nha. Các bạn lưu ý là mình sẽ dùng ba loại này. Còn các bạn dùng những loại khác và những hãng khác á, thì mình chưa có trải nghiệm nên mình chưa có đánh giá được nha. Còn các bạn mà dùng cái loại ba loại giống như của mình đi, mình đảm bảo các bạn luôn, heo là không bao giờ bị tiêu chảy luôn. Bạn 25 ngày thì mình sẽ tách bầy nha. Các bạn nào mà cho heo ăn sau khi tách bầy mà bị tiêu chảy á, các bạn vô đây các bạn kiểm nghiệm lại. Chứ mà các bạn mà cho heo uống sữa theo cách của mình mà nó bị tiêu chảy á, các bạn nên xem lại là các bạn dùng amox đúng hãng của mình hay chưa. Rồi qua ngày kế tiếp á, thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm nha. Bên đây là đàn heo 12 ngày tuổi của mình nè. Nó ăn xong, nó bú xong rồi nó nằm nó ngủ nè. Bên đây thì mấy con chuẩn bị đẻ nha các bạn. Mấy con bên đây á, thì bụng nhỏ thôi chứ không được to lắm nha. Bụng vừa thôi nha các bạn. Mấy con này thì chắc đẻ không cao đâu các bạn ơi. Mấy con này là heo tơ nha các bạn. Hai con này là heo tơ nha. Con đó là heo gạ. Ở bên đây nè. Mấy con này, mấy con nái nó làm súc cái vòi nước. Nước nó ngập nè các bạn. Mình chuẩn bị xả cái này cho nó khô gáo lại nha. Bầy heo này các bạn thấy có đùi không? Đó, cái con này nè. Tuy rằng nó có bụng ở đây nhưng mà eo ra eo, đùi ra đùi nha các bạn. Con nào cũng vậy chân á. Cái này là heo của The Hết nè, phối tinh của công ty luôn nè các bạn. Eo ra eo, đùi ra đùi luôn nha. Hôm nay là buổi sáng của đàn heo mình nè các bạn. Hôm nay là 22 ngày của đàn heo mình nè. Hôm qua mình bỏ khoảng 300 gram cám nha. Sáng nay là ăn hết nha. Mình bây giờ mình sẽ thay cái khác cho nó nha. Rồi mình đã để cám thêm cho nó nha các bạn. Để cám thêm khoảng 300 gram cám và trộn một muỗng amox nha. Đây là đàn heo 13 con của mình. Hôm nay nó được 22 ngày tuổi nha các bạn. Buổi chiều thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ngày nào mình cũng quay cho các bạn xem để các bạn cập nhật tình hình. Để các bạn kiểm nghiệm với hai cái video trước của mình. Xà heo sau khi tách bầy cho ăn tự do. Nhưng mà nó vẫn không bị tiêu chảy nha. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó. Rồi có một số bạn là bị E. coli. Nếu mà heo, nguồn heo của các bạn không chích vaccine, nó có mầm bệnh E. coli, là bắt buộc phải có E. coli thôi. Các bạn cho ăn ít nhiều gì nó cũng bị của E. coli hết.
Ví dụ như các bạn cho ăn nhiều thì nó bị nặng, các bạn cho ăn ít thì nó bị nhẹ. Mầm bệnh nó phát triển nhanh quá thì các bạn phát hiện không kịp thì nó bị hao nha. Còn các bạn cho ăn ít nó vẫn bị. Nếu mà heo các bạn có tiêm ngừa đầy đủ vaccine, các bạn cứ cho ăn thoải mái, các bạn không sợ vấn đề gì hết, các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó. Rồi buổi chiều thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm nha. Bầy 13 con của mình hôm nay 22 ngày tuổi, to tròn, không con nào nhỏ hết các bạn, rất là đều luôn nha. Còn ở bên đây là bầy heo của mình nè. Sáng nay chưa bỏ cắm sữa cho nó ăn nữa, mình đi rửa rồi. Đây là buổi chiều ngày 22 của đàn heo mình nè các bạn. Hôm nay là 22 ngày tuổi buổi chiều nè. Mình cho chuyển qua ăn cám cai sữa được 2 ngày nha. Heo không vấn đề hết nha các bạn. Nó vẫn bình thường, nó không tiêu chảy vấn đề gì hết nha. Các bạn nhớ chọn amox vô nha. Rồi qua tới ngày 23 ngày tuổi thì mình quay cho các bạn xem. Tới 25 ngày tuổi thì mình sẽ tách bầy. Heo mình hôm nay là ngày 24 nè các bạn. Nó rất là to luôn nha các bạn ơi. 24 ngày 13 con rất là to luôn nha. Ngày mai tách bầy thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Một ngày nó ăn khoảng được 300 gram cám chí bú thêm sữa mẹ nha các bạn. Mấy đây mấy con no nó ngủ nè. Heo mình hôm nay là sáng ngày 25 nè các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tách bầy cho cái đàn heo của mình nha. 25 ngày rất là to luôn. Mình không có cân cái đàn heo này, nhưng mà đàn heo này dao động là từ 6,5kg đến 7,5kg nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho con mẹ nó xuống nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn cám cho ăn để cho heo nó không bị tiêu chảy nha. Rồi con nái mình đã lùa xuống nha các bạn ơi. Ở đây là chỉ còn heo con thôi nha. Ở đây thì mình có hai cách cho ăn nha các bạn. Một là các bạn cho ăn khô trộn với amox. Hai là các bạn cho ăn ướt trộn với amox. Nếu mà ăn khô á thì heo nó sẽ ăn ít hơn nha các bạn. Nó ăn khoảng 7-10 với nhau thôi. Còn ăn nước á thì nó sẽ ăn nhiều hơn. Ở đây á thì mình chủ yếu là heo mà tách bầy mấy ngày đầu á là mình sẽ tập cho ăn nước để cho heo nó ăn nhiều, nó nhanh lớn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ pha cám nước với amox cho các bạn xem nha. Rồi ở đây thì mình chuẩn bị trước khoảng 300 gram cám nha các bạn. Các bạn cho ăn cám nước á, thì các bạn trộn với lượng vừa đủ để cho nó ăn một lần thôi nha. Các bạn đừng trộn dư nha. Trộn dư nó sẽ ăn no rồi á, nó sẽ hất rồi nó sẽ hao cám các bạn. Ở đây á là amox của mình nè. Mình bỏ vô một muỗng amox nha. Amox của mình tiếp xúc cái không khí hơi ẩm nó hơi ngã vàng nha các bạn. Amox bình thường nó màu trắng nha các bạn ơi. Bắt đầu mình sẽ đổ nước vô cho nó tan amox nha. Các bạn để amox nó ngã vàng á, thì các bạn cũng vẫn xài bình thường. Có một điều là cái nó quấn cục thì nó hơi lâu tan xíu thôi. Các bạn cứ lắc đều cho nó tan hết rồi các bạn sẽ đổ cám vô. Đó, mình lắc thì tương nó cũng đã tan rồi hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cám vô, mình đổ thêm một ít nước nữa. Mình ngâm cám cho nó nở ra một tí rồi bắt đầu mình để xuống cho nó ăn nha. Đây là cách ăn cám nước trộn với amox của mình nha. Các bạn nên xài amox nha, các bạn không có amox là heo nó sẽ tiêu chảy nha. Heo này lưu ý các bạn là tách bầy mình cho ăn tự do, chứ không phải là ăn ít nha. Trộn với amox mình cho ăn tự do luôn. Rồi đây nè các bạn, mình đã thêm một lượng nước vô để cho nó vừa với lượng cám nha. Rồi bây giờ mình sẽ để xuống cho nó ăn luôn nha các bạn. Tại vì heo này nó đã ăn được cái cám khô rồi á, thì cám này thì nó ăn cũng bình thường thôi. Đó, đây là buổi sáng nè. Tách bầy hôm nay là mình đã cho ăn amox 5 ngày liên tục rồi. Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục cho ăn từ 5 đến 7 ngày nữa. Hôm nay là tách bầy ngày đầu tiên nè nha. Ngày mà chiều nay á, thì chiều nay hoặc sáng mai thì mình sẽ quay cái phân nó cho các bạn xem. Tại vì bây giờ nó theo mẹ nó không bao giờ có tiêu chảy đâu, các bạn cứ yên tâm đi. Đây nè, phân của nó nè. Phân của nó cục hết nha. Đây trường hợp mà những cái phân này nè các bạn, nó ngã về hay trắng á, là những con nó cũng bị cầu trùng nhẹ nha. Các bạn nên cho uống một lần hai lần là nó hết luôn nha. Đây, nó ăn này nha các bạn, nó ăn bình thường nha. Heo tách bầy 25 ngày ăn khỏe mạnh bình thường nha các bạn. Đã ăn rành luôn, các bạn cứ yên tâm vấn đề heo con nha. Mình cho ăn cám nước như vậy nè các bạn, con heo nó sẽ ăn được nhiều hơn cám khô. Và nếu mà chúng ta có electrolyte như điện giải đó, hoặc là bicomplete bột á, thì chúng ta cho ăn thêm để cho heo nó bóng, kích thích cho con heo nó ăn nha. Ở đây nó ăn xong á, là mình sẽ đổ electrolyte điện giải á, là cho nó uống. Một cữ uống điện giải và một cữ uống bicomplete nha các bạn. Bicomplete là dạng thuốc bổ để kích thích cho con heo nó ăn á. Rồi
heo mà ăn cám là các bạn phải trộn ao mốc, còn không trộn ao mốc là sau khi tách bầy các bạn cho ăn tự do là nó sẽ bị tiêu chảy đó. Đây là các bạn, khi mà mình để cám được một tiếng nè các bạn, nó ăn hết rồi nha các bạn ơi. Mình dội chuồng xong á là nó cũng ăn sạch rồi nha. Bây giờ mình sẽ vệ sinh, mình sẽ để cám khô vô cho nó. Rồi buổi chiều mình sẽ để cám nước nha. Buổi sáng thì nó ăn no, bây giờ mình để cám khô vô để cho nó ăn dặm thôi. Rồi buổi chiều chủ yếu là mình để cám nước. Cám khô này các bạn để vừa vừa thôi, để nó ăn no là chiều các bạn cho ăn cám nước là nó sẽ ăn ít lại đó. Ở đây cám khô các bạn, mình để khoảng 100g cám khô nha và nửa muỗng amốc nha. Các bạn đừng có sợ nó tốn amốc nha. Heo bị tiêu chảy hay không là quyết định những ngày này nè các bạn. Thường thường heo, nếu mà heo bị tiêu chảy á, là dao động từ 2 đến 4 ngày là đảm bảo các bạn là sẽ bị tiêu chảy luôn. Con nào bị tiêu chảy là nó sẽ bị tiêu chảy. Mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thường xuyên luôn nha, hàng ngày luôn, để các bạn nắm được heo ăn theo cách của mình, heo ăn theo cách của Nguyện nuôi heo vlog á, xem nó có tiêu chảy hay không nha. Các bạn nào mà áp dụng cái phương pháp của mình á thì các bạn nhớ bình luận xuống để cho mình biết nha. Các bạn nên dùng là amốc của hãng A3 nè, Anova nè, hoặc là amốc của Pháp nè. Còn các bạn sử dụng những hãng khác á, thì mình không có trải nghiệm, mình không có đánh giá được nha các bạn. Các bạn lưu ý những hãng amốc mình sử dụng nha. Mà nếu mà các bạn nào mà kiếm không có amốc á thì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ chia lại cho các bạn nha. Đây là cám khô mình để xuống nè các bạn. Cũng có con vẫn lại ăn nha, mà nó chơi nhiều hơn ăn tại vì nó ăn no rồi. Buổi chiều thì mình để cám nước cho nó ăn. Chủ yếu là cám khô là để cho nó ăn dặm vô thôi, còn chủ yếu là mình cho nó ăn cám nước nhiều để cho mập bóng heo. Hôm nay là heo mình tách bầy được ngày thứ hai nè các bạn, mình cho ăn tự do nha. Các bạn lưu ý á, là cho heo ăn cám nước á, thì các bạn cho ăn lượng vừa đủ thôi, để sau khi mà nó no á, là cám còn dư lại là nó hất bỏ là hao cám của mình nha các bạn, là tốn chi phí nha. Các bạn nên cho ăn vừa phải thôi, rồi xong nó ăn xong đi, rồi các bạn rửa máng, các bạn sẽ cho cám khô trộn với amốc nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay phân ngày thứ hai cho các bạn xem. Hôm nay là tách bầy ngày thứ hai nè. Đây là cái lượng phân nó đi nè các bạn. Đó. Các bạn mà cho amốc nhiều á là nó bị bón luôn á. Cái này là mình cho ăn khoảng chừng 300g đến 500g cám, trộn cho khoảng nửa muỗng đến một muỗng amốc là những con heo nó bị bón luôn các bạn. Là mình có thể là mình giảm amốc lại một tí để cho heo nó bớt bón nha. Mình sẽ cập nhật cho các bạn xem hàng ngày từ 5 đến 7 ngày xem heo của mình có bị tiêu chảy hay không nha. Đây là 13 con của mình, rất là đều luôn nha các bạn. Hôm nay là buổi chiều khi tách bầy ngày thứ hai nè các bạn. Hôm nay nữa là nó được 27 ngày nha. Mình cân thử trung bình là nó 7,5kg nha các bạn. Những con mà mình bắt giữa bầy á là nó 7,5kg nha. Rồi phân của nó đi buổi chiều nè. Hồi sáng thì mình dội chuồng rồi, phân của nó đi buổi chiều nè. Đó. Nó rớt hột nha, nó bị bón luôn nha. Đây mình quay tổng đàn cho các bạn xem nè. Rồi đàn bên đây thì có hai con mình trị nó bị viêm da nha. Cái con này nè với con đó. Các bạn nhớ đón xem cái clip này coi bao nhiêu ngày thì mình sẽ trị hết hai con này nha. Sử dụng thuốc gì nha. Đây là buổi chiều sau khi mình tách bầy được 3 ngày nè các bạn. Chiều nay mình chưa cho nó ăn nữa, là giờ nó dành ăn nè. Bây giờ mình sẽ đổ cám xuống cho nó ăn nha. Cám này mình đã chọn amốc sẵn, mình đổ xuống cho nó ăn nha. Đó. Hôm nay heo của mình là được 28 ngày nha các bạn. 25 ngày mình tách bầy, tách bầy hôm nay được 3 ngày. Rồi mình sẽ quay phân cho bạn xem nha. Phân này thì mình phát hiện là có một con phân hơi sệt nha các bạn. Còn những con còn lại thì nó bị bón nha các bạn. Có một con hơi sệt nha. Mình kiểm tra con nào. Ở đây ví dụ như có trường hợp mà cái con nó đi phân sệt nè các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng amốc nha. Đối với phương pháp của mình á, heo các bạn cho ăn amốc từ lúc mới sanh cho đến khi tách bầy, các bạn vẫn sử dụng amốc giống như phương pháp của mình. Nếu mà gặp trường hợp mà phân sệt giống như mình hiện tại bây giờ nè, có một con nè, thì mình sẽ tìm con đó. Mình sẽ pha một muỗng cà phê amốc, pha cho 20c nước, cho nó uống là từ 5 đến 7c trên một lần uống. Một ngày uống sáng, trưa, chiều, uống 2 ngày thì mình sẽ đảm bảo các bạn là nó sẽ hết tiêu chảy. Rồi nếu mà các bạn từ nhỏ tới lớn mà chưa sử dụng amốc mà các bạn tách bầy giống như mình, tách bầy xong 3-4 ngày là có một số con tiêu chảy. Là mình nói với các bạn là cho các bạn tham khảo nha. Amốc là có một số trường hợp con heo tiêu chảy nhẹ thì nó sẽ hết. Còn những trường hợp con nặng á, thì nó không hết. Tại vì trước giờ các bạn chưa có sử dụng amốc với nó là cái đường ruột của nó là nó chỉ bình thường giống như những con heo khác thôi. Tách bầy là nó sẽ tiêu chảy, tách bầy là nó sẽ tiêu chảy.
Còn các bạn sử dụng amox theo phương pháp của mình á, tách bầy các bạn cứ cho ăn thoải mái giống như mình luôn, không bao giờ có hiện tượng tiêu chảy. Heo mà tiêu chảy, thứ nhất á, là các bạn tốn công chăm sóc, tốn chi phí thuốc cho con heo, rồi con heo nó sựng lại nữa. Nên bây giờ các bạn nên đầu tư 1 kg amox đi cho 2 con nái, là 2 bầy heo con. Đến khi tách bầy, 1 con nái cho 1 bầy heo con nó ăn chừng nửa ký, là đến khi tách bầy xong luôn các bạn. Và heo nó phát triển bình thường, nó khỏe mạnh bình thường. Còn các bạn tiết tiền là các bạn mua thuốc điều trị tiêu chảy về, nhiều khi là còn cao hơn nữa các bạn. Rồi thêm heo các bạn tiêm nhiều nó bị còi nữa. Nên các bạn lưu ý nha. Mình chăm heo là chăm heo ngay từ đầu. Heo ngay từ đầu nó khỏe mạnh là nó sẽ nhanh lớn. Còn con heo mà ngay từ đầu á, nó đã yếu, èo ọt rồi á, thì đảm bảo các bạn luôn, nó sẽ chậm và sức đề kháng của nó yếu. Trái gió trở trời là nó dễ bị viêm phổi, nó bị ho hay sổ mũi, nó sẽ bị vấn đề các bạn. Rồi các bạn thấy cách của mình hướng dẫn hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nãy giờ mình để cám vô cho nó ăn khoảng được nửa tiếng nha các bạn. Nó đang hết 1 kg cám nha. Bây giờ mình sẽ để thêm 1 kg nữa. Cái thao này là 2 kg nha các bạn. Cái này là nửa thao nha, là khoảng 1 kg nha. Lúc nãy là mình để cũng 1 kg rồi, bây giờ mình sẽ để thêm 1 kg nữa. 13 con nha. Các bạn muốn cho ăn cám khô thì các bạn cho ăn, còn các bạn muốn cho ăn cám nước thì các bạn cho ăn nha. Cám nước thì nó sẽ ăn nhiều hơn. Do chiều nay mình bận công chuyện á, mình vô chuồng hơi trễ, giờ này hơi tối các bạn. Mình làm cám khô cho nó ăn nhanh nha, để cắm nước 1 tí nữa. Nếu mà mình cho ăn cắm nước á, thì mình phải đợi nó ăn xong rồi mình rửa, mình cho ăn lại cắm khô nữa. Bây giờ mình cho ăn cắm khô luôn, rồi nó ăn hết mình đổ thêm, rồi mình đi vô nha. Thì do mình có công việc đột xuất á các bạn. Rồi cái con mà nó tiêu chảy phân mà sệt này nè các bạn. Phân mà sệt này nè, là mình tìm ra nha. Có một con bò. Con bò con này nè các bạn. Con bò này nè, nó bị tiêu chảy phân sệt nha. Mình sẽ đút amox cho nó 2 ngày, sáng trưa chiều sáng, 2 ngày là nó hết nha các bạn. Các bạn lưu ý về vấn đề mình nói nha. Các bạn lưu ý vấn đề mà sử dụng amox khi mình nói heo con, trường hợp mà sử dụng từ nhỏ đến lớn và trường hợp mà không sử dụng nha. Đó, một ngày như vậy đó các bạn, là nó ăn dao động là tầm 3 kg đến 4 kg cám, là tùy theo cám nước hay cám khô nha. Buổi chiều nay á, là các bạn thấy mình bỏ 2 kg rồi đó, ký này nữa là 2 kg rồi nè. Rồi buổi sáng nó ăn một đợt, rồi buổi trưa nó ăn một đợt nữa, rồi còn dư tối ăn tới sáng nữa, là một ngày nó ăn dao động là từ 3 đến 4 kg là bình thường nha các bạn. Heo 28 ngày tuổi nha. Rồi ngày mai là ngày thứ tư thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm. Mỗi ngày thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn. Mỗi ngày thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn biết, để các bạn xem tham khảo cái quy trình của mình cho ăn cám khi heo con tách bầy không bị tiêu chảy nha. Rồi bầy này thì có mấy con diêm da nè, thì các bạn nhớ đón xem cái clip này của mình nha. Sau khi mình để 1 kg cám lúc sau này các bạn, nãy giờ nó ăn khoảng nửa tiếng nha, thì nó ăn khoảng chừng 3 đến 400 gram thôi các bạn, mà nó vẫn còn ăn nha. Thì theo mình đánh giá là một buổi ăn của nó là tầm khoảng 1 kg rưỡi thôi các bạn. Rồi còn dư lại á, thì nó ăn tới sáng sẽ hết nha. Rồi tới sáng mình sẽ đổ cái khác. Rồi nó ăn no một lượt xong mình sẽ đổ thêm một lượt nữa, nó sẽ ăn tới trưa. Rồi chiều mình sẽ đổ cũng giống như bây giờ luôn nha. Các bạn nhớ theo dõi clip của mình, xem cái đàn heo của mình trong khoảng tách bầy khoảng 7 ngày xem nó có tiêu chảy hay là nó biểu hiện như thế nào hay không nha các bạn. Đây là đàn heo của mình sau khi tách bầy được 4 ngày nha các bạn. Bây chiều nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại thuốc trị tiêu chảy nha. Ví dụ như đàn heo các bạn mà tách bầy mà không sử dụng amox, mà nó ăn mạnh bình thường và có vài con nó nhóm tiêu chảy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn thuốc để điều trị tiêu chảy mà không cần chích cũng được nha. Đối với những con mà tiêu chảy nặng bắn thì các bạn phải chích nha. Những con mà nhóm tiêu chảy sệt, tiêu chảy nhẹ thì các bạn trộn thuốc là được nha. Ở đây thì mình sẽ dùng thuốc trộn tiêu chảy nha các bạn. Một là Havino, hoặc là Gosudin, hoặc là Wisalut nha. Ba tên gọi này thì cái thành phần nó giống như nhau thôi các bạn, nó chỉ khác cái tên gọi thôi. Bây giờ ở đây mình chuẩn bị khoảng 700 gram cám mà sau khi cai sữa cho heo nè. Hôm nay là heo mình ngày thứ tư nè. Mình sẽ trộn cho bạn xem. Theo mà nhà sản xuất công bố là 400 gram loại mà thuốc trộn tiêu chảy này là dùng cho 1 tấn cám nha các bạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta trộn bằng tay á thì không bao giờ mà 400 gram chúng ta trộn 1 tấn cám được. Chúng ta phải dùng liều cao hơn. Ví dụ như ở đây 700 gram.
700g mà mình mới cho ăn ngày đầu, mà heo mình ăn mạnh, nó ham ăn, mà heo mình còn đói nữa, là mình sẽ dùng nửa muỗng nha. Ở đây là mình dùng chưa tới nửa muỗng nha. Mình sẽ trộn đều lên. Ở đây mình thấy nó còn hơi lợt nè, nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn phòng ngừa thì các bạn trộn gần nửa muỗng là được. Ví dụ như các bạn điều trị đi thì các bạn tăng thêm xíu nữa là các bạn hơn nửa muỗng. Mình sẽ trộn cho các bạn xem luôn, xem cái thuốc. Cái thuốc này các bạn, cái này là Havino nha, cái này là ăn vô là nó bị the the. Còn cái Gosulin Visalut á thì ăn vô là nó đắng nha các bạn. Đây mình bây giờ mình bỏ xuống cho nó ăn thử nha. Đây nè, buổi chiều là cái đàn heo mình nó rất là đói luôn nè. Rồi mình trộn với cái liều mà hơn nửa muỗng cho 700g cám thì nó ăn thử bằng được bao nhiêu nha. Một tí nữa thì mình quay cho các bạn xem nha. Nó đang giành ăn nha các bạn. Trường hợp mà những con mà nó đi phân sạch sạch các bạn, nó không phải gọi tiêu chảy, nó phân nó hơi sệt, nó mềm lại á, thì các bạn đút amoc cho nó nha. Còn các bạn có thuốc này thì các bạn trộn vô cám luôn, các bạn ngưng amoc ngày đó, các bạn trộn thuốc này vô cho nó ăn luôn thì nó sẽ hết nha. Còn mà trường hợp mà heo mà bị tiêu chảy nhiều bắn á, bắt buộc các bạn phải chích. Không chích á là nó sẽ lâu hết luôn nha. Đặc biệt thuốc bột này á là chiên trị BAD nha các bạn, cái là tiêu chảy cấp rồi là dịch tiêu chảy á các bạn. Cám trộn với thuốc tiêu chảy á, nãy giờ mình để được khoảng 15 phút nha các bạn. Bây giờ mình quay lại xem thử nó ăn được bao nhiêu nha. Nó ăn cũng tương đối đó các bạn, nhưng mà nó ăn hơi chậm nha, tại vì nó ăn vô là nó bị the lưỡi nha. Các bạn lưu ý á là cái Havino này ăn vô là nó bị the. Cái Gosulin Visalut á thì ăn vô là nó rất là đắng nha. Nên các bạn trộn với cho heo con ăn á, hoặc là heo lớn thì các bạn nên trộn với cái liều lượng vừa đủ và xem cái tình hình nó ăn như thế nào thì các bạn trộn nha. Các bạn trộn quá liều, thứ nhất là nó quá the, thứ hai nữa là nó quá đắng thì nó sẽ ăn ít lại nha các bạn. Lần sau nữa các bạn bỏ thuốc có mùi nữa thì nó dội nha. Nên các bạn canh liều để các bạn trộn nha. 400g thì trộn cho 1 tấn cám, đó là theo nhà sản xuất. Còn mình canh theo cái liều heo của mình á thì mình trộn cho hợp lý nha các bạn. Hôm nay là sáng ngày thứ bảy nè, mình vô rồi ăn quá trời luôn. Mình quay cho các bạn xem nha, heo tách bầy được 7 ngày sẽ đi phân như thế nào nha. Đó, đi phân tốt các bạn. Có những con mà nó bị phân sệt nhưng mà không phải là gọi đi chảy nha, nó chỉ hơi mềm thôi, phân nó chỉ hơi mềm thôi. Đó, hôm nay là ngày thứ bảy nha. Bây giờ mình để cám xuống cho nó ăn, nó la quá trời la. Đó, cái đó là khoảng 1 kg cám nha các bạn. Rồi cái máng đó thì mình đổ cám thì nó ăn không đủ các bạn, mình phải đổ vô cái máng tự động nữa nè các bạn. Cái máng giống như con heo nái này nó ăn đi nè. Đây mình đổ vô cái máng này nè. Đó, cái máng này là bao nhiêu đó, là mình đổ khoảng 2 kg đó các bạn. Đầy cái thao này là khoảng 2 kg nè. Cái gào á, đầy cái gào là khoảng 1,5 kg, nhưng mà cái nãy thì gào lưng khoảng 1 kg thôi các bạn. Đó, heo mình 7 ngày là vẫn ăn uống khỏe mạnh, không tiêu chảy nha các bạn, nó vẫn bình thường nha. Heo này là mình tiêm Seiko với tai xanh rồi nha. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình trong thời gian qua nha. Đây nè các bạn, mình sẵn mình quay cho các bạn xem luôn nè. Heo của mình đẻ đêm hôm là có một con nó tiêu chảy nè các bạn. Đó, phần nó tiêu chảy nè. Để mình coi cái con nào nó tiêu chảy đây. Không phải con này. Đây con này nó tiêu chảy nè, nó. Mình bắt lên cho các bạn xem nha. Các bạn thấy nó. Đó, các bạn có thấy nó tiêu chảy không? Heo mới đẻ mà nó tiêu chảy đó. Nên ngày đầu tiên á các bạn ưu tiên cho uống amoc bột nha, uống sáng trưa chiều để cho những con mà mới sanh ra mà nó có bị hiện tượng mà bị tiêu chảy á, để cho nó điều trị hết nha, để không thôi nó xuống heo nha các bạn. Những con mà tiêu chảy nặng mà các bạn không điều trị hoặc là không, nó không tự hết á, là có thể là nó hao hụt nha các bạn, hoặc là những con trong bầy đó các bạn không phát hiện được á là nó sẽ bị còi. Đó, mình quay cho các bạn tham khảo mỗi thứ một ít để các bạn đúc kết kinh nghiệm để các bạn chăn nuôi được hiệu quả hơn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.
bầy heo của mình 21 ngày nè các bạn. Ăn no mạnh luôn nha các bạn, ăn khỏe mạnh bình thường nha. Đây, bầy này mình tách bầy được 7 ngày nè. Ăn xong rồi nằm ngủ hết trơn rồi nè. Tiêm cho con một con một mũi thuốc bổ để cho nó khỏe hết nha. Đó. Cho nó thuốc bổ để nó sung, nó kích thích ăn lên các bạn. Các bạn có thể tiêm Becomlet hoặc là Catosan cũng được nha.